Tôi đã nói với quý vị thế này, cái người xa tới và ngay chúng tôi là có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề hàng ngày mình phải di chuyển trên đường phố. Thứ hai là vấn đề phải giao tiếp như đi mua bán. Mình chưa nói tới chuyện nhà hàng ở Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện mà phải lái xe ở bên xa. Thì là tôi không phải bây giờ có Ngọc Lan mà tôi ngán ngẩm mấy cô mấy bà lái xe. Tại vì thế này, ví dụ cháu ngoài tôi nó lái xe, là trước khi lái xe nó học, nó có căn bản, nó học computer hoặc có thầy. Thành cái cách lái xe của nó, thì nó nói và nó cách lái xe. Tôi ngồi ban đầu tôi không tin tưởng cái thằng nhóc mà 17, 18 tuổi mà lái xe. Nhưng mà thấy nó lái rất cẩn thận và đàng hoàng và rất có bài bản. Trái lại cái chúng ta qua đây ấy, thì bây giờ đi học 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 lái xe, từ coi đăng báo mấy ông HO là mấy ông dạy lái xe chuyên môn, thành học chỉ qua quýt. Học làm sao để thi cho đậu, chứ không phải học làm sao để an toàn. Cho nên nhiều khi tôi gặp nhiều cô, nhiều bà lái xe ở bên xa mà nhiều khi tôi nói thật, tôi thót tim. Đang chạy cái lane này thì tự nhiên có một cô từ bên tay lane tay trái của mình, cô băng qua một cái. Thì nếu tôi để nguyên cái đó thì cái xe sẽ tông cái rầm và tôi sẽ có tiền. Nhưng mà tôi lúc đó là phản ứng của mình là đạp thắng và bóp còi tưng lên. Cho nên cái cách lái xe tôi thấy nhiều khi, còn cái lái chậm thì nhiều khi ta nói mấy ông già bên xa lái xe chậm thì thôi cái đó quý vị cũng thông cảm. Nhưng mà lái ẩu, lái không có bài bản. Thích lái là thái, thích sang lên là sang lên. Thế là ngồi trường, thành ra cái trường đó là thì Ngọc Lan thấy, Ngọc Lan có kinh nghiệm về vấn đề lái xe và chính những người như tuổi Ngọc Lan tôi đợi gặp ngoài đường lái xe rất là ẩu. Ôi trời ơi, nào là cỡ tuổi Ngọc Lan lái xe ẩu, nào là quý bà, quý cô, trời còn là quý ông là chắc lái xe cẩn thận quá. Ngọc Lan á, thì thật sự thì Ngọc Lan từ nhà đến chỗ làm cũng rất là gần, cho lái xe cũng vòng vòng ở bên xa này thôi. Đôi khi á, mình không có để ý. Mình không để ý cái điều mà người từ ở nơi khác đến đây, người ta lái xe, người ta nói. Ví dụ như Ngọc Lan đi hàng ngày, Ngọc Lan thấy mọi chuyện đó cũng bình ok, thường. Bình thường. Nhưng mà người khác đến nói, ô, ở đây người ta chạy, người ta không có biết nhường. Rồi người ta chạy giống như chú Huy Phương nói, họ muốn sang cái lane bên khác là họ sớm làm, sớm tới. Rồi có nghĩa là có những cái mà khi người nơi ngoài, ở ngoài chỗ này đến người ta nói á, thì mình mới bắt đầu để ý. Và cái để ý đó thì làm cho chính Ngọc Lan vậy. Thí dụ nhiều khi mình chạy cái có cái xe người ta muốn đi ra ở trong cái shopping hay gì người ta muốn ra, mà đôi khi mình lơ là mình vọt qua luôn. Thì bây giờ sau khi mà được góp ý rồi á thì ok, có thể chậm lại chút nhường người ta một cái. Nhưng mà Ngọc Lan, thưa quý vị thế này, ở bonsai này quý vị nhường cho người khác ra đó, không bao giờ quý vị được biểu đồng tình một bằng một cái vật khoác tay hoặc là một cái giơ tay, tại vì họ cho rằng quý vị phải có bộ phận nhường người ta vì người ta là nhân vật quan trọng, cho nên ra cái mặt họ tình bơ họ lái xe băng qua cái đầu xe mình. Thành cái chuyện đó không phải là mình thích sự ơn nghĩa ăn bánh về trả tiền, nhưng mà mình thấy nhiều khi mình thấy mình buồn vì sao mình tỏ một cử chỉ tương nhường như vậy mà họ tình bơ, tỏ ra họ mất lịch sự, họ không biết cảm ơn. Đó là cũng nếu thay vì gặp nhau thì nói một lần bơ. Và đây khi người ta nhường xe mình thì ít nhất bị đưa cái tay thì nó cũng mát lòng hơn là mình nhường một cái xe rồi cuối cùng cái phản ứng rất là lành đùng. Cũng như cái nguyên tắc quý vị, thưa quý vị ngoài đường quý vị đi một cái xe ra, quý vị nhường một xe thôi. Đúng rồi. Tôi đã thấy nhiều người cứ đứng tặng để nhường 4-5 xe ra, cái đó là sai nguyên tắc. Đúng. Nhường một cái xe thôi và để người sau họ nhường. Thì bây giờ nói về giao tiếp thì chúng ta nói tới cái chợ rồi. Cái chợ là nơi mà một tuần vài tuần chúng ta ghé tới, và bây giờ chúng ta nói tới cái tiệm ăn là cái khi mà có thể nói là cái kiểu mà cơm hàng cháo chờ như chúng tôi thì nhiều khi cũng gặp nhiều chuyện rất là bực mình. Thì Ngọc Lan chắc đã từng đem gia đình đi ăn hoặc đi ăn với con cái một mình, Ngọc Lan thấy cái thái độ của một cái tiệm Mỹ đối với đi là một cái tiệm Việt Nam có sự đại tiếp khách nó so sánh như thế nào. Chắc là Ngọc Lan thấy rõ điều này. Như Ngọc Lan đã nói đó, có một cái điều mà Ngọc Lan cứ nghĩ là chắc là nếu mà mình có thể mình phải làm cả một cái nghiên cứu đó, là trong cái phục vụ. Vâng. Ở chợ cũng vậy và ở trong nhà hàng cũng vậy, cái cách của người ở đây á, họ niềm nở, họ luôn luôn có cái nụ cười. Còn người Việt của mình á, hình như là không hiểu tại sao lại rất là ngại cười, không có mình vô tiệm, đương nhiên không phải là tiệm nào cũng như vậy, nhưng mà ở đây muốn nói tại vì cái điều mà chú Huy Phương muốn nghe là những cái điều mà nó chưa hay chưa đẹp. Thì có những người họ ra họ cầm cái menu cái họ thấy
thảy trên bàn, hay là cái thái độ làm giống như là mình họ giống như họ mệt mỏi quá, tôi đi làm mệt quá cho nên là tôi không có vui vẻ gì với mấy người hết á. Tôi nhớ cái đây mấy năm, thưa Ngọc Lan, thưa quý vị, thế này, tôi có viết bài, tôi nhờ người phục vụ bây giờ là lớp trẻ đó, như sinh viên đó, thì phục vụ tương đối nó nhẹ nhàng hơn. Còn những người già như tôi nhiều khi nói như Ngọc Lan mệt mỏi hoặc là có mặc cảm, tao ngày xưa là cũng ngon lành lắm, bây giờ tao đi bưng phở này là cực chẳng đạ thôi. Thành cái mặt cứ gầm gầm mà coi như là coi mình ra gì. Thì nhiều người đã nói ông Huy Phương, ông chê mấy ông HO. Rồi ông khen mấy ông du học sinh, không phải thôi quý vị, không phải. Cái đó là cách phục vụ, và chúng ta tìm cái cách nào để cho người là nói cái kiểu mà vui lòng khách đến mà bà vừa lòng khách đi. Nhưng mà sự thật thì nhiều khi ở hải ngoại này không có bún mắng cháo chửi. Nhưng mà thái độ quý vị nhiều khi thấy những cái lời nói, nhiều khi nói đi nói lại hoài, đó biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhưng mà ví dụ mình cần, mình ăn trong một gia đình, mình cần thêm một tô cơm, thì họ chỉ say dép và họ đi, họ đem cơm tới. Đằng này họ nói, một tô cơm nữa hả? Làm như là một cái chuyện đó, chuyện khác đó. Thế bây giờ nói chuyện là rất dài. Thì có lẽ là chúng ta cũng, tuần sau chúng ta cũng trở lại vấn đề này. Thưa quý vị, như đã nói đó, nói về chuyện bonsai hay là chuyện những cái điều mà chưa hay, chưa đẹp của người Việt ở vùng Lido Sài Gòn hay khắp nơi thì nó nhiều lắm. Nhưng mà như đã nói từ lúc đầu là ngay cả bản thân Ngọc Lan khi mà nêu ra những cái điều đó cũng thấy mình ở trong đó, chứ không phải là hay ho gì hơn. Nhưng mà nêu ra để chính mình cũng nhắc nhở mình cần phải có cái sự thay đổi. Thì hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình kỳ tới.